hai mập à, các bạn cho em coi cái doanh thu của anh Rapka này các bạn, chạy từ 6:30 sáng tới giờ 528.000. Ai mà đang có ý định chạy Rapka thì bỏ dùm nha. Ừ đúng rồi đó, hay vậy. Chứ hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, ghê ghê cái. Ôi rồi. Đi hướng á. Gọi điện đây chứ không ơi, nó ai có định Rapka thì quên đi. Ai có nhắn thêm một câu là làm giàu không lấy thoát. Tính ra anh Rapka anh chạy còn hô mình chạy nữa rồi. Đi đâu anh? Về quận 9, tôi đi hướng mà, Buôn Thuận. Anh gọi điện cho khách trước đi. Chứ không nó hủy. Lại luôn. Lại chim hết dạ. Lên TikTok. Ừ. Quay TikTok. Ừ, quay đi. Chia sẻ của anh nha các bạn. Đưa lên. Alo. Alo ạ. Gọi miếng gọi trực tiếp rồi. Bữa TikTok á, cái thằng kia nó quay lên TikTok, nó chạy từ sáng tới 10 giờ đêm. Quay anh. Bao nhiêu tiền biết không? Tôi gần 30 con xe được chi mốt. Chi mốt. Trời ơi, đủ rồi. Đó, ai định đắp ca thì bỏ nha. Rồi. Rồi các bạn thấy không? Anh Rapka mà anh chạy từ 6:30 sáng mà tới giờ có được trong map mà chưa tới 600-700 nghìn mà chưa tiền xanh này kia nữa, chịu luôn á. Áp lực cuộc sống thiệt. Anh dừng đây nha. Cảm ơn. Xe hướng 9 rồi nè các bạn. Hiện tại là đang ở ngay 29 Lê Duẩn. Giờ mình sẽ chờ rác hết đơn sau đó đi tiếp các bạn. Sáng giờ rác cho đưa đồ mà ngồi cờ bệ bụng luôn ấy chứ. À mẹ, cái gì mà suốt sáng giờ là đưa đồ. Đưa đồ, đưa đồ. Đáng dễ sợ luôn. Dạ 39.000. Bây giờ rác rẻ lắm, rác đi siêu rẻ, nó rẻ lắm. Đi đây là cô kêu con gái đã. À dạ. Chứ hồi trước là cuốn này á là năm mấy đó con. Dạ 39. Cảm ơn cô ạ. À. Dạ vâng. Hello mọi người. Đây là cuốn xe thứ 11 của mình. Hiện tại bây giờ là được 177.000. Ok, giờ chờ đã phát đơn tiếp sau đó đi tiếp nha. Sáng giờ là toàn là chở khách rap bay không à. Rap bay Ikurumi. Ikurumi có nghĩa là rap siêu. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ chờ Grab phát đơn tiếp, sau đó mình đi tiếp nha. Trước khi chờ Grab phát đơn thì tôi đi cạp bánh mì đây. Ôi, có đơn rồi, có đơn rồi, mọi người, có đơn rồi, có đơn rồi. Có đơn rồi, mọi người ơi, có đơn rồi. Giờ rẽ phải rồi rẽ trái, đơn này là đơn giao hàng công ty à. Số tiền của chị ơi, mình có đơn hạ tóc cho em giao qua nha. Cảm ơn. Dạ vâng. Ok, bây giờ thì tôi đi lấy đơn đây, đơn thứ 12 đi giao hàng. Ok, giờ chạy vô tới khách trước đó, sau đó thì tính tiếp. Nhanh tay, nhanh tay, nhanh chân lên chứ không thôi là bị thủy cố đó nghe chưa. Giờ tôi đi lấy đơn đây nha mọi người. Anh nè, nó quay lại. Bởi em với anh chỉ sao bơm hàng thôi, chừng người đó không nhận thôi chứ hai anh em mình thì sao không được. Dạ lô em nghe hả? Dạ rồi rồi, xíu nó mình qua liền hả? Cảm ơn hả? Dạ dạ. 838.000. Giờ nhắn tin qua số nào? Số anh gửi cho em. Mới gọi đúng không? Dạ. Ok ok.
bún công. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Các bạn xong rồi nè. Giờ mình sẽ kết thúc chuyến đi đây các bạn. Và cảm ơn mọi người. 80.000. Dạ em gửi anh 120. Em cứ yên tâm em qua liền á. À. Em qua liền. Hello mọi người, mình có một cú xe đi ngoài nè các bạn. Giờ mình sẽ đi về phía bên Gò Vấp. Từ đây đi về Gò Vấp tương đương là 14 cây 29 phút. Đi thôi. Nhau đồ ăn. Bây giờ mình sẽ đi về Gò Vấp nha mọi người. Hết ga hết số nha mọi người ơi. Let's go. Và hiện tại là mình cũng đang điều hướng đi về Quang Trung. Tập trung chạy mọi người. Nếu mà có cuốc xe mà giao hàng trên app nó là tuyệt vời lắm luôn á. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị. Nắng quá. Nắng muốn xịt tấu, xịt mỹ. Ứng 1.450.000 hả chị? Bên đó trả ship hay mình? Bên đó trả. Em mới gọi cho chị đó. Anh ơi. Ông ngủ đông rồi. Anh ơi. Chắc không phải không? Không phải. Cái này đồng hồ hả chị? Để em gọi điện cho khách đó nha. Quên. Dạ alo, chị em hỏi mình có đặt cái đồng hồ 1.450.000 đúng không? Đúng rồi. Giờ em giao qua nha. Ừ, em giao qua chị luôn. Rồi em qua liền, cảm ơn rồi. Trước 5 giờ nha. Không, bây giờ khoảng chưa tới 25-30 phút là em tới rồi. Ừ, ok. Dạ, dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Mời nó kêu rồi, phải. Cái hẻm bên hông của con đội á. Rồi. Vậy là không phải cái thằng cha cái thật vậy, vậy kêu đâu. Đúng rồi, nếu mà kêu là người ta biết rồi. Nếu đúng tên người ta quay xe rồi. Ừ. Cái tên đầu kêu. Ở bên kia bán đồng hồ, có điện có bán đồng hồ điện tử không? Điện tử à? Hay đồng hồ thông minh á. Màu nước à. Đồng hồ thông minh á. Ở đây hỏi anh vậy đi, đây mày. Đây hỏi anh vậy. Đây giờ có cái tên Grab bên đây rồi. Rồi. Giờ hỏi. Giờ đặt lại. Không nhớ. Rồi. Cây. Nhớ.
chị là Chi ạ? Chi đúng không? Đó. Tên Chi đúng. Đúng rồi. Ba số cuối là 1310. Cảm ơn. Rồi. Hết lại 50. Ủa, cái này anh trả tiền mà. Này anh gửi hàm cho em đúng không? Dạ rồi. Rồi, mày xử nghỉ sớm mày. Cảm ơn ạ. Dạ. Cú xe này khách cho mình 50 nha mọi người. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh vui lắm luôn á mọi người. Các bạn biết không, sáng giờ là mình được 3 người bo cho 50. Giờ thì mình sẽ kết thúc chuyến rồi nè, sau đó thì mình sẽ chờ đáp phát đơn, sau đó mình đi tiếp. Thì mọi người biết rồi đó, làm sao để người khác bo tiền cho mình, làm sao người khác cho mình thêm tiền thì nó cũng đều có một cái lý do đó cả. Thì nếu mà người ta thấy vui, người ta cảm thấy hài lòng, với lại người ta cảm thấy mình hân hiện quá nè, giống như một đứa em trong gia đình thì họ thương mình thì họ cho mình thêm tiền. Giờ thì mình kết thúc chuyến đi rồi nè, giờ mình sẽ kiếm cái gì đó mình ăn lóc dạ, sau đó thì mình sẽ chờ ra phát đơn. Hiện tại là mình đang ở bên Vĩnh Lộc với mọi người. Vĩnh Lộc hiện tại là đang ở Bình Chánh nè. Chợ Bình Chánh rộng lắm. Khúc này là khúc nào ra để mình coi lại đó. Đây là Vĩnh Lộc A Bình Chánh. Ok, giờ mình sẽ chờ ráp phát đơn, sau đó đi về lại trung tâm nha. À, trước khi mà đợi ráp phát đơn thì mình sẽ đi kiếm cái gì đó mình ăn ăn chơi. Kiếm gì ăn chơi nha mọi người. Khúc này thì mình thấy là nếu mà có đơn thì cũng gọi là may mắn lắm luôn á. Tại cái khu này mình thấy nó vắng lắm. Nhưng mà cứ hy vọng là sẽ có đơn để đi về lại. Giờ mình sẽ kiếm cái gì đó mình ăn rồi sau đó thì mình sẽ chờ ra phát đơn tới tay. Chắc đi kiếm cháo lòng ăn. Đây là đường Dân Công Hỏa Tiến. Nó nghe cái tên đường ghê hiểu chứ. Mà kẹt xe là do cái đường này nó nhỏ mà cái lượng xe nó rất khá là đông luôn á. Wow, chịu luôn á, nhưng mà thôi, ráng qua. Đường có chút xíu à, giờ này là kẹt xe. Mang vô trước nè. Từ từ nha, nó nặng. Đó rồi, cảm ơn. Đi kiếm tiền chứ đâu phải đi từ thiện đâu đúng không? Mình không lấy tiền người ta ai nấy lắm. Đúng rồi. Khó lắm. Rồi tới rồi. Chơi cuộc cây. Phan Ly. Tiếng đó là chia tay đúng không? Say goodbye. Sao có xin vô bạn nghe. Nhớ follow nha.
đợi xíu, đợi xíu. Đậu lại lấy điện thoại ra cho coi chứ. Đó. Thôi bấm chứ xe 4.0 á. Hả? Xem được. Cái này có TikTok à? Follow đó. Follow cái gì? Follow của em, tranh thủ tên gì ạ? CO 4.0. Nhớ follow nha, cảm ơn ạ. Dạ. Xoa xịt cột cây hay là mình qua Family Mart mình mua nước. Giờ này tôi đi về đây mọi người ơi, quá mệt rồi.